sao về tại sao người đó là có người dưng hai trên ba bạn cái tương kế ủa sao đưa cho bạn sao là sao tôi nhiều người khác ăn ủa tôi nhiều người khác ăn ủa bánh đất kia bốn mùa là ủa bây giờ có đưa tiền tôi trong khi tôi đưa trong 15 ngàn bánh chưa đưa tôi đưa 15 ngàn à nghe tôi đưa 15 ngàn cho đưa ra 15 ngàn tôi nghe ngàn bả chưa đưa tôi 15 ngàn nha tôi nói bà không thiếu tôi 15 ngàn nha tôi nói bà là khó gian nè thôi thiếu mới nè thôi cá tôi nói bà ai chồng đang lưới nha tôi nói bà sao em lên đẩy với bà là sao người ế hành á tại sao trời ơi cãi với bà là sao tại sao anh ở đây em đem cá đem cho bà ăn thôi bây giờ người củ hành đem đẩy với bà là sao bà này bà chưa đem gì cho ăn nè anh đi à bà này bà chưa đem gì tại sao đem cá kia cho ăn đi anh đi tôi đi đi cho củ hành cho ba ăn là sao nhưng mà tôi không thích bảo với nhà tôi ủa tại sao đem cá cho ba ăn cá củ hành cho ba ăn là sao nè cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân cho tôi chiếc đạp bài chiếc xe đạp rõ ràng chiếc xe đạp này có còn nguyên đó là làm cái phương tiện mới với số nhưng mà khởi nghèo rồi bà làm sao tôi chịu nói ủa bà có đem gì cho tỉnh đem cho bà ủa quá. Cá gian lưới ủa bà có bỏ tiền mua lưới không mà tỉnh đem cho bà ăn là của ai cười bún bao bà có bỏ tiền trả tiền không tỉnh như khuấy đưa tôi bà kính bao 15 ngàn bà có trả lại chưa tao hả nói thay đổi được mấy ngày mới được 4-5 ngày bây giờ bà có người bớt kiểm nhổ mọn bữa hổng từ không biết ai nhỏ mọn á chịu có mấy nhỏ mọn chưa ích kỷ á bữa hổm là đám bữa hổm á là đám đám ma đằng này nó đem ba cuốc không có ích kỷ cuốc của đem gì bà Thảo không có ăn không cho ăn được có bởi gì ai chứ tôi nghe phải cho anh bà hả không có ăn cho ăn được có bởi gì rồi anh đi bà hả không gì bà ăn được có gì cho ở đây chưa ăn được gì của bà chứ dạ con nên cãi nhau nè đó là con cảm ơn con rất là nhiều đó thì con cũng giúp cho bảo này như vậy đó con thấy là bà con cảm ơn em năm mới con cũng chúc cầu chúc cô ăn khang thịnh vượng vạn sự như ý tấm tài tấm lộc thôi vạn sự bình an là đó, đồ rất là quý luôn từ Mạnh Thường Quân tự tay mà tự sắp đem từ Bến Úc gửi tới đây là anh biết cỡ nào rồi cô nói chuyện con á thì con bị ấy rồi nhưng mà cô ơi cô thương vợ con thì con Úc này cô cứ nói rồi Minh ơi Úc này từ cái vũng bùn cô sẽ dớt nó lên nhưng mà con cứ nghĩ đi từ vũng bùn mà cô dớt nó lên thì con từ cái gì mà con không thể nào con yêu thương nó con thấy nó khổ lá gành lụng lá con phải dớt nó lên nhưng mà nó kiếp chị con hoài làm sao con sống nổi cô hả cô ủa tại bao che người ta đó anh ủa người khác là gì bao che người khác quá trời giờ có tiền à có tiền có tiền có vàng chút đỉnh rồi bây giờ uống rượu quẩn nào tật nấy à bao che nó ủa nó ở đây đó ít kỷ nhưng mà bao che nó có bao che được gì chị Út là ích kỷ ai mà ích kỷ sống chân này em thấy là chị Út là ích kỷ nhất á thì ích kỷ là chị Út không phải bên ủa bánh ít đi bánh vui lại nó không bao mà tội lại nhìn phải bao nó trời ơi quá trời nó không bao mình tạo ra gì phải bao rồi đó. Vũ mà tiền thằng em nào mà cho mượn 2 triệu em đi gặp nó đi đi sợ vậy nó ở đâu bên Hồ Bể Hồ Bể à, nó tên gì chị mới tên nó Hồ Bể là nói là em biết hết chứ nói khu mi em gần lắm nó người khu mi em gì? Điện thoại là có số điện thoại hết chứ không số được. Đi xin gặp nó để chết luôn à đi mượn người ta rồi có tiền bạc chút đỉnh thì thay đổi tính tình liền thôi chứ có gì đi trả rồi nó tiền đâu mà trả tiền mà mua vàng muốn hết rồi cái gì bán bông trả nó gì nó bán bông trả ha tiền của Mạnh Quân mới đi tính bán bông nữa ha không chị tiền với con tiền với con đó chưa chị đang gửi bạn chỉ còn gửi ai chỉ còn gửi chỉ còn tiền
không có gì còn tiền. Sống với vợ chồng mà tiền giấu này giấu kia hết ngày này thế lấy ngày kia giấu hoài tiền luôn mà đâu phải là vợ chồng kiểu này. Tiền bỏ xuống. Tiền chỉ có mạnh mạnh chồng chị... chồng sai mình vợ sai là sao? Con chỉ cho chị phải giấu. Trời ơi phải giấu nữa. Vợ chồng mà đâu có tính kiểu đó đâu phải là vợ chồng. Vợ chồng sắp nó chưa chắc đã lo cho chị được hay là bệnh đau nó bỏ chị. Một kèo cùng chưa sống gì. Vợ chồng chúng đó chưa chắc đã lo cho chị được. Nếu đạt ví dụ bây giờ vợ chồng nói nè. Ôi sao? Bệnh đau chưa chắc lo cho chị được nữa. Chưa chắc bệnh đau lo cho chị, tha tự chị làm cho chịu. Chịu tiền bạc buôn bán đi chung ăn chung nè ngủ chung nè ăn cơm chung nè rồi tiền không, bạc mà ăn chung chia rẽ là sao chỉ là ăn nói chung là ổng có tiền ổng hùng chị mua gì chứ chị là chưa lợi dụng tại vì nói chung là vợ chồng chắc nó chưa tin tưởng nhau sao sống với nhau mấy tháng mà chưa tin tưởng nhau là sao ủa ổng chưa chắc là ổng có tiền ổng đưa chị mà tội lỗi gì chứ phải đưa ổng vợ chồng sống tạm bợ thôi giặt ví dụ ổng mua gì chị mua đó chứ nếu mà sức ra hết đây lỡ một mai này ổng đá chị ra chị chỉ có hai bàn tay trắng này chị đâu ngu đâu thì coi như nè mình đi buôn bán chung mình về mình chia tiền rồi của ai nấy dư nhiêu nhiêu có gì mình cắt chung một chỗ rồi có gì mình cần xài tới thì mình lấy chung không vợ chồng ruột là khác còn vợ chồng chấp nối là khác trời ơi vợ chồng ruột đi vợ chồng chấp nối là sao vợ chồng ruột là khác vợ chồng cũng nói khác tiền ngay biết xài trời trong khi đó chị hỏi cưng nè người mạnh thường quân cho 4 triệu nè ổng nó mua xe 1.8 triệu là trả tiền ổng trả 200 là 2 triệu 2 triệu còn trong khi 2 triệu đâu tại sao chị nó hỏi ổng 2 triệu đâu là lý do là hiểu rồi đó 2 triệu đâu hồi nhầm khi ảnh đi lấy số rồi trả dùng chiếu mở nữa thì sao không có chị không có thiếu ai hết không thiếu gì lúc trước là thiếu ta tới mấy triệu mà không thiếu gì không lúc trước chị thiếu không chỉ còn bây giờ là chị thiếu qua hết chị qua bên đại lý giờ chị sẽ thiếu ai đồng nào hết rồi sống với nhau cãi cỏ gì mỗi ngày luôn ha ngày nào cũng cãi cỏ hay sao không bây giờ nếu mà chị nói thẳng ra đường nếu mà ông tính gõ gần chị đường ổng đi đường chị đi rồi xong xong gì ở đuổi chị Út hình như mấy lần chị Út đi rồi xin tới sáng sớm hết rượu rồi xin nợ lại giờ là đi rồi một đi không trở lại bây giờ có tiền là đi luôn phải không không tại vì ổng đối xử với chị cạn tình cạn nghĩa rồi chị không thể nào trở lại nữa ha bữa nay có rượu nói gì hết rượu tính khác hay sao không chị nói thiệt chị đi rồi đi chị không cần trời ơi chị đâu phải là chị con người chị là yếu mụn đâu chị đâu cần đâu không cần sao mà gặp anh Minh một thời gian biết bao lâu rồi mà không cần gì cũng dù sao mình cũng ăn ở với ảnh rồi cũng ăn cơm chung nè ngủ chung rồi không, xài tiền cũng có chứ có sao nhưng mà từ hồi chị ở ổng bây giờ gần 3 tháng nay chị nó sợ có mặt đèn tắt chị tắt ha quần áo là tất cả là của chị hết ổng chưa sắm cho chị được ngoan quần tấm mái đến đổi là đồ của chị đem qua ổng chưa sắm cho chị được một áo khác là có được ta tất cả đồ này là của chị hết chưa sắm cho chị được cái gì hết chưa đến đổi mà chị bệnh đau chị nhức lưng rồi chị nói chị nhức lưng ổng chưa khi nào ổng nào em ơi anh nhấc lên em cậu dưới chân chưa hề có đây là đồ đạc này là của chị sắm hết chứ ổng chưa sắm tờ đôi dép
từ đi giớ, ổng chưa mua cho chị. Tất cả là đây là đồ của chị hết. Thôi sống vậy được rồi. Sao vậy? Hồi thì... nè, hồi sống vậy cũng được. Mà tại sao mình sống với địa phương ở đây, mình không qua lại với người ta đi. Mình sống phải tới đâu mình đừng có quậy tới đó. Rồi người ta đồ đạc người ta phải cho qua cho lại. Người ta cho chút định đâu nhiêu tiền đâu mà chị Út tính so đo với ảnh dữ vậy. Tại cái bà này là bà tính ra, bà tính trên trời lắm. Hồi đó là lên nhậu bà là trong khi đó vợ mình chết đây nè. Bà ăn bà tính toán, chị Út tính toán bà. Tính toán gì có 15 ngàn tới đâu đâu mà chị Út tính người ta kỹ gì. Ủa 15 ngàn gì? Trong khi chị không ăn gì cho người ta chứ. Hai chồng nhân lưới nè, có cá đâu rồi. Trong khi á chị đang đi bệnh, bà đem cho ông bà này ăn, bà này có tình nghĩa gì phải đem cho bà cái gù ăn, cái củ hành của chị đặt hết phải đem cho bà ăn. Ủa bà đâu có cho mình gì đâu, tội lại phải cho bà sống phải có trước có sau, có tình tình nghĩa sống láng giềng chứ, sống chung phải mình biết nhận bà nhau. Là bà... cho đâu có nhiêu tiền ở đâu có nhiêu bà đâu đây, chỉ bánh thịt đi chứ bánh đi là lại không có. Trời ơi, rồi người ta cho giống như Mạnh Thương Quân cho chị Út, sao người ta không tính toán đi đâu có tính... bà này bà không có, cho có cho lại được Mạnh Thương Quân được cái gì, cho được cái gì, cho là chỗ chị Út mà bà tốt, làm tốt ở tốt đó, người ta gọi cho là cho chứ. Giống như Mạnh Thương Quân giúp chị Út đi, rồi chị Út lấy gì cho Mạnh Thương Quân nè, lấy cái nỗi đau mà hai anh chị cãi nhau rồi cãi cọ nhau rồi so đo tiền bạc rồi không có tin tưởng nhau, là đó là cho chỗ này đó hả? Mạnh Thường Quân cho chị đó, cho rồi chị trả ơn Mạnh Thường Quân như thế nào? Rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân đó, rất cảm ơn mình trả ơn Mạnh Thường Quân bằng cách người đó hả? Là không, chị nói một khi gói đói bằng một khi no. Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ chị trong lũng bùng lên đó, bây giờ 1.000 cũng là cái tình nghĩa. Mạnh Thường Quân cho chị 1.000 cũng như là giúp đó. Đỡ chị. Bây giờ chị không cho Mạnh Thường Quân gì hết, bây giờ chị cho Mạnh Thường Quân cho chị 1.000, chị có mừng hơn cái tình cái gì á, chị không biết chừng nào chị trả được đó. Nhưng mà cái người này không tình đúng nghĩa, chị nói gì thôi đó. Mạnh Thường Quân là cho chị có cái cần câu nè, có tiền mua vàng nè, có tiền đi buôn bán nè, rồi chị phải làm cái nào cái đó làm cho Mạnh Thường Quân thấy đó, cho không cho chị là không có không có làm, mà cho kiểu này là chị làm kiểu này Mạnh Thường Quân cũng rất là buồn luôn đó. Này quỷ nhậu nè, đủ thứ hết chân là cho là thứ này đó hả? Chị sẽ đi thì từ 1.000 này chị sẽ bắn xấu chị kiếm rồi. Nếu hạ hôm nay chị không ở với anh mình, chị từ 1.000 chị sẽ lên 2.000 để còn cho tự mình đừng có quỷ quạng hàng xóm. Là Mạnh Thường Quân vừa nhìn thấy bên kia là mừng lắm rồi, chị quỷ hàng xóm này kia rồi buôn bán thì một gỗ chè nữa cho không, kiểu này Mạnh Thường Quân rất là buồn luôn chứ. Chị không, phải không? Nhậu bởi vì em rồi. Không nhận tiền cho chị là đúng bài bản rồi. Chị không nhậu, nhưng mà chị nói là không nhậu gì sai vậy nè, không nhậu gì buồn ngủ, buồn ngủ gì làm mình, nếu mình muốn Mạnh Thường Quân thương mình phải làm chọn trách nhiệm rồi đi buôn bán có tiền đó, mình tiền đẻ ra tiền rồi biết thương người. Mạnh Thường Quân cũng biết thương người mới giúp chị chứ, chị phải biết thương người ta lại, đâu phải người nào mua cho chị rồi chị mới biết thương, rồi Mạnh Thường Quân cho chị mà chị thương kiểu này là chết Mạnh Thường Quân luôn rồi. Rồi sống trên đời gặp kiểu này chắc Mạnh Thường Quân ở trên kia chị thương chắc khóc lóc luôn quá. Chị thương là thương người đó, nhưng mà tùy theo hoàn cảnh đó. Tùy theo hoàn cảnh gì? Mạnh Thường Quân hoàn cảnh chị ai mà giúp? Chị nói là chị đã thiệt với Mạnh Thường Quân rồi, là nếu ông mình đuổi chị thì nội trong mình hôm nay chị sẽ cuốn đồ đi, chị không cần đâu. Em nghe tiếng này cũng nhiều rồi, em chị cũng vậy rồi. Chị không nói nhiều cũng vậy, em chỉ ghi hình lên cho cô chú anh chị quý khán giả với Mạnh Thường Quân thấy cuộc sống của chị vẫn như xưa vậy thôi, rồi em cũng vậy thôi à.
em không dặn dựng gì hết chứ, em nói cho rõ ràng, ghi chị Út nhậu em phải ghi nhậu à. Đó, em không có giấu giếm gì hết chứ, đó giờ em ghi theo thực tế vậy đó. Chị có nhậu. Đó là do chị thôi, Mạnh Thường Vương rất là buồn luôn, nhìn thấy cảnh của chị đang uống rượu gì nè, say nè. Ta làng lá xóm nữa nè. Ngủ, nhậu đâu. Đó, còn chối.